Video này được mang đến cho bạn bởi 360 Boutique, thương hiệu thời trang nam chất lượng trên gian Shopee Mall, chi tiết ở phần sau của video. Và nếu các sếp muốn tìm một nơi để bàn luận về phim thì hãy vào ngay phim này hay phết để bàn luận các thứ các thứ. The Seven, nhóm siêu anh hùng ưu tú nhất nước Mỹ, họ là những siêu chiến binh với sứ mệnh bảo vệ nhân loại hoặc là phá vỡ phá để tạo ra những bọn mất dạy như này từ những đứa trẻ tiềm năng thì tất nhiên phải kể đến công của nền giáo dục và đó là nguồn gốc của ngôi trường đại học danh giá Godokin đây là nơi nuôi dưỡng những tài năng thiên phú được Chúa ban cho siêu sức mạnh thông qua hợp chất vi của tập đoàn Vought những siêu anh hùng tương lai A Train The Deep đều là cựu học viên của Godokin Godokin cùng với MIT Cambridge và Hogwarts tạo thành tứ trụ của các trường đại học nhưng mà siêu hơn ở Godokin thì top 10 học sinh ưu tú là những ứng cử viên sáng giá nhất cho giờ Seven mai sau 10 học viên này được dẫn đầu bởi Golden Boy Người mà cơ bản là chỉ có thể cháy lên đôi hết quần áo và đứng đấy với con cu bốc lửa theo đúng nghĩa đen Jordan với sự năng lực là chuyển giới linh hoạt Và cuối cùng là Andre, là Magneto nhưng mà yếu hơn Ngoài ra trong nhóm yếu tố này còn có thêm kết với siêu năng lực là Bad Boy tức là thao túng tâm trí và cũng đồng thời là bạn gái của Golden Boy. Đây là Mary, vào kỳ kinh nguyệt đầu tiên ở tuổi 12 thì cô đã phát hiện ra mình có khả năng điều khiển máu. Do chưa kiểm soát được năng lực, cô đã dùng máu lờ để hủy diệt máu mủ của mình là bố và mẹ. Đó là chuyện ngày xưa rồi. Còn bây giờ thì Marie đang ở trong trại quản thúc cho những người có siêu năng lực Nhưng mà ở đây mãi thì không thăng tiến được sự nghiệp Marie muốn trở thành một người hùng để nối lại liên lạc với đứa em gái thất lạc ngày xưa của mình Thế nên là cô đã ứng tuyển và đậu học bổng toàn phần tại Đại học Godokin Tại đây thì Marie gặp Emma, một sinh viên có khả năng thu nhỏ và là một youtuber Chuyên làm vlog kiểu giấy mèn phiêu lưu ký Marie dần nghĩ tới một tương lai sáng lạng tại Godokin Nhưng mà ngay lập tức bị dội một gáo nước lạnh vì cô không có tên trong khoa phòng chống tội phạm mà không vào được khoa này thì đừng hòng mà và vào top của trường. Giáo sư Brin, người giảng dạy của khoa này đã từ chối Mary vì cô không hề đáp ứng được bất kỳ yêu cầu nào của khoa như là không có bố mẹ làm to, không có sức năng lực hấp dẫn và không có tài khoản insta một triệu follow. Đêm hôm đó, trong lúc đang buồn bực vì chuyện hồi chiều thì Mary phát hiện ra một chàng trai đang chạy như ứng viên gặp công ty đều, theo sau là rất nhiều cảnh sát. Nghe cảnh sát thì bảo là thằng anh ngáo đồ, Mary dùng blood bender cầm chân lại. Chàng trai hét lên đơ mơ viện Wood rồi bị cảnh sát mang đi Viện Wood là gì? Chưa ai rõ Nhưng mà hành động dũng cảm của Marie đã lọt vào mắt của Andre Và khỏi phải nói là Andre khá ấn tượng đấy cứ mà Mary thì vẫn phải học khoa nghệ thuật biểu diễn Nơi mà đào tạo những người có siêu năng lực đi làm marketing thay vì đi cứu người Nhưng mà Mari thích đi đánh tội phạm chứ không phải là viết bài phốt trong nó Nên là đã rủ Emma bỏ đi Nhưng mà Emma từ chối tại vì năng lực chip băng của cô thì khá là phế Và cô thì biết thân biết phận Thế là Mary đi một mình Và vô tình gặp Andre Anh mời cô tối nay cùng nhóm ưu tú trốn ra trường đi ba đây là cơ hội nghìn năm có một và Emma suối Mary là nên tham gia để bú phim. Cũng trong lúc này thì Golden Boy đến gặp giáo sư Brink. Cậu đã được ông tiến cử vào The Seven và sẽ gia nhập vào đó trong thời gian tới. Nhưng mà không hiểu sao Golden Boy không vui lắm. Tối hôm đó thì Mary cùng nhóm dân chơi gồm Golden Boy, Kate, Andre và Jordan đi chơi. Tại quán bar trong lúc lấy le với gái, Andre bị ai đó huých phải và vô tình cắt đứt cổ một người khách. Biết đây sẽ là một vụ tai tiếng vờ lờ tai tiếng nên cả lũ vội kéo Andre bỏ trốn, còn mỗi Mary ở lại và cô lại dùng xích huyết thao thuật và cứu sống được nạn nhân và được mọi người quay clip lại thế là trong một đêm mari một bước trở thành mono của trường cứ ngỡ đây sẽ là cơ hội để cô được vào khoa phòng chống tội phạm thế nhưng giáo sư brink lại cần một con cừu tế thần cho vụ bê bối và mari lại chính là người được chọn Ông ta muốn hy sinh một đứa nhắc vô danh để bảo vệ cho mấy con ngựa đua của mình Cộng thêm là Mary còn có quá khứ bất hảo sẵn nên là việc lại càng dễ hơn Mary tức tối bỏ đi Nhưng mà sau khi nghĩ kỹ thì cô lại quyết định trở lại nói chuyện cho ra nhẽ Thì lại đúng lúc Golden Boy vừa giết giáo sư Brink Cô chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh ta đã định la vào giết người diệt khẩu May là có Jordan đứng ra ngăn cản Anh hoặc là cô hoặc là gì cũng được Kiểu biến đổi ra hai giới tính Mỗi giới tính là một sức mạnh khác nhau Đàn ông thì mạnh mà đàn bà thì nhanh Tạm thời cầm chân tới Golden Boy Nhưng mà cũng chỉ được một lúc Jordan bị đánh bại Golden Boy đuổi ra ngoài sân và gặp Andre. Anh cố thuyết phục Golden Boy dừng lại. Golden Boy rớm nước mắt, ôm bạn mình và bảo là bố Andre đang giữ một thứ quan trọng. Anh biết mình không thể thoát khỏi vụ bê bối giết người này và kế hoạch của anh cũng không hoàn thành được nên là anh bay lên trời đón Tết sớm. Cosplay Cloudy with a Chance of Meatball. Rank 1 của Goldokin đã chết. Sang tập 2 thì cả nước bất ngờ với cái chết của Golden Boy. Nhưng mà che đậy những cái vụ thế này thì Ashley, chủ tịch của Bot hiện tại thì quen quá rồi. Cô vẽ ra cái chuyện Golden Boy phê thuốc Andre và Marie sẽ là người hùng đứng ra ngăn cản Còn Jordan, người thực sự có công thì bị bỏ qua Tại vì năng lực LGBT không được nhiều nơi chấp nhận Ashley muốn che đậy mọi chuyện để bảo vệ cho Woods Cơ mà Woods là gì thì vẫn chưa rõ hẳn Trở lại với Godokin Andre giờ là top 1 của trường Và Marie cũng trở thành năm nhất đầu tiên lọt được vào top 10 Truyền thông bắt đầu để ý đến Marie Và bà hiệu trưởng Shetty cũng vậy Bà này biết rõ Marie là ai Và lý do thực sự khiến cô bất chấp để trở thành người hùng Bà bắt đầu dành sự quan tâm đặc biệt cho Marie Trái ngược với ngôi sao đang lên kia thì Jordan đang buồn thối ruột Vừa mất người thầy vừa bị cấp công mà ranh còn tụp xuống top 5 Cố vớt vát chút nào hai chút đấy thì Jordan tìm Marie và mong cô sẽ kể công cho Jordan trong buổi phỏng vấn sắp tới Tuy nhiên trong buổi phỏng vấn vì bị bà host chương trình khích tướng Marie xúc động qua nhận hết rào quang về mình luôn Khiến Jordan khá là tức đấy Về phần kết bạn gái của Golden Boy thì cô tin rằng có quẩn khúc đằng sau hành động của Golden Boy Vì thế đã rủ Andre cùng nhau điều tra Andre nhớ lại lời bạn của mình trước khi chết Sau khi cân nhắc thì thì anh đoán ý của bạn là chỉ bức tượng bố anh trước khuôn viên. Tại đây thì hai người tìm được một chiếc điện thoại chứa vlog của Golden Boy. Trong vlog thì Golden Boy bảo rằng Sam, anh trai của anh vẫn còn sống chứ không phải là tự tử như anh tưởng và Sam đang bị nhốt ở The Woods, một cơ sở nghiên cứu ngay dưới trường Godokin nơi bọn họ thí nghiệm lên các siêu nhân. Andre nhận ra Sam chính là thanh niên mà anh và Marie đã ngăn cản hôm nọ. Ngay trong đêm hôm đó thì Andre đã đột nhập vào phòng của giáo sư Bring để điều tra và bỏ lỡ buổi phỏng vấn cùng với Marie trên truyền hình khiến bố anh cực kỳ tức giận. Nhưng mà mà Andre muốn tìm ra sự thật đang nằm dưới ngôi trường này, anh bám theo một vài tên ăn mặc kỳ lạ xuống tầng hầm nhưng bị phát hiện vì không có nhiệm vụ điệp viên và bị khống chế ngay lập tức. May là kết có mặt kịp thời giải cứu Andre, nhưng mà cô cũng ngất đi ngay sau đó vì sử dụng quá nhiều năng lực. Ở một diễn biến khác thì Emma đang đối mặt với khủng hoảng truyền thông khi mà thông tin về năng lực của cô bị lũ bạn xấu phơi ra. Cụ thể là để sử dụng năng lực thu nhỏ thì cô phải nôn ra mà muốn to lên thì phải ăn vào. <laughs> Nghe phế phết. Ngày hôm sau thì buổi lễ tưởng niệm giáo sư Brin diễn ra. Mẹ Emma đã đến tận trường để gặp cô và đề nghị là bẻ lái dư luận về sức mạnh của Emma, nhưng mà cô không cần. Về phía Marie thì cô dần trở thành con tốt của hiệu trưởng Shetty trong việc lấy le với các quan chức cấp cao, khiến cô dần nhận ra là thế giới siêu anh hùng không đơn giản như cô nghĩ. Bữa tiệc tưởng niệm thì cũng chỉ là cơ hội để các phụ huynh PR cho con cái mình với các cán bộ. Tiếp tục với Emma thì cô được Andre tiếp cận và chia sẻ về chuyện của Sam. Anh nhờ Emma thu nhỏ lại và tìm hiểu về The Woods. Emma ok luôn, cô đột nhập vào The Woods và tìm được Sam. Anh ấy trông khá giống người nghiện, hơi điên ngáo và có dấu hiệu tâm thần nhưng bản tính thì hiền lành. Trở lại với bữa tiệc thì bố Andre nhận ra là con mình rất thiếu tập trung và hỏi vì sao. Andre kể chuyện của Luke và Sam cho bố thì biết được là ông cũng biết về The Woods. Ông bảo con trai là ngậm mồm vào nếu mà không muốn bị họa lâm đầu. Sau đó thì Andre đi tìm Marie, lúc này đang ngồi với Kate và Jordan quá chán với cái mặt nạ thảo mai mà hiệu trưởng bắt đeo rồi Marie kể cho họ về quá khứ của mình khiến Jordan và Kate cũng thấy đồng cảm hơn nhưng mà khi Andre kể chuyện anh đã nhờ Emma thì mọi thứ giờ đã trở nên rắc rối hơn nhiều về phần Sam và Emma một đám cảnh binh đột nhiên lao xuống và khống chế cậu Emma thấy Sam bị tấn công thì lao vào trợ giúp cô chui vào tay một tên và khiến hắn bị viêm não Nhật Bản luôn một đám lính mới lại tới và bảo mọi người hãy mua ngay một chiếc quần âu đến từ thương hiệu 360 boutique không phải quần âu với giá 199k mà quần âu với giá sốc chỉ từ 179k dành riêng cho anh em nào xem được video này khi áp mã đây không phải là một chiếc quần bình thường mà có những tính năng vô cùng vượt trội chất vải mềm mịn không chỉ thừa không nhăn chiều dài trên mắt cá chân mang lại sự trẻ trung thời thượng giá áp dụng khi mà anh em nhập đúng cái mã này tôi nhắc lại là cái mã này nhé quần đẹp như trong hình chất lượng vải miễn chê link ở phần mô tả và bình luận quay trở lại thì chúng ta sang tập 4 Sam khám nội soi đám lính và rời đi Chatty đến hiện trường và phát hiện ra là chiếc giày của Emma Ở đó không xa thì Marie, Andre, Kate và Jordan đang tìm kiếm Emma Jordan thì kiểu một thời gian qua tôi chỉ quan tâm đến mức danh ở trường thôi Kate bồi thêm Thôi chắc con bé chết rồi Vé thôi đi, đi 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 Sau đó hai người bỏ về Nhưng mà thực ra là Emma và Sam còn sống Và họ đang lẩn trốn như là Sena Emma tiết lộ cho Sam về Golden Boy đã tự sát Sam buồn lắm và anh thể hiện nỗi buồn bằng việc là đấm cái cửa sổ Quay trở lại với Goldokin thì một nhân vật tầm cỡ mới đột nhiên xuất hiện Đó là Tech Iron Man của vũ trụ The Boys Anh này thì là một MC truyền hình với kỹ năng của Thế Anh 28 Chuyên đi lật tẩy những sự thật đỉnh cao Và lần này thì anh đến Goldokin để tìm hiểu tại sao Golden Boy tự sát Nghe tin này thì bà hiệu trưởng Shetty hoảng phết Sau đó thì Tech đi tra hỏi từng người bạn của Golden Boy Và phát hiện ra toàn bộ sự thật về những cái cô cậu này Nào là ăn NTR Golden Boy gian díu với Kate hay là Mary nhận vơi công lao của Jordan. Mọi thứ bị vạch ra, khiến kế hoạch của Shetty với Mary bị hủy hoại. Cô gọi Tech Nye ra và đe dọa anh ta về một cuốn băng có chứa tư liệu cấm của anh, cụ thể là việc anh quan hệ với một bức tường, miễn là nó có lỗ. Vì thế Tech Nye phải bịa ra một câu chuyện để bận đít Godokin và dắt mũi dư luận. Trong một diễn biến khác thì việc lật tẩy khiến suy nghĩ của các cô cậu trẻ thay đổi. Andre nhận ra bộ mặt thật của bố mình chỉ là một siêu anh hùng content. Jordan và Marie cũng tha thứ cho nhau. Và một điều tốt nữa là Emma đã trở về. Cô cảnh báo về một thảm họa cấp S sắp đổ bộ mang tên Sam. Cậu ta đã tìm đến tên tiến sĩ của viện Woods để trả thù. Cả nhóm đến nơi để ngăn cản Sam. Emma để ăn như được mùa để khổng lồ hóa và khống chế Sam. Nhưng ánh đèn trượt tắt. Tất cả mọi người đều nằm trên giường và không nhớ chuyện gì xảy ra. Sáng tập năm thì tất cả những gì họ nhớ là một buổi tiệc thác loạn đêm qua còn Sam là ai? Không ai biết. Mọi người nhận ra điều bất thường và Kate đề xuất một nghi phạm đó là Rufus, một dị nhân có khả năng thao túng tâm trí giống Kate. Kate vẽ ra một câu chuyện về việc Rufus thường xuyên xóa trí nhớ của người khác và mọi người tin ngay. Nhưng mà họ quên là Kate cũng có sức mạnh tương tự nhưng mà chắc sinh gái nên được bỏ qua. Andre chân nhanh hơn não đi tìm Rufus hỏi tội. Mọi người đuổi theo Andre. Trở về Godokin, Emma bỗng trở nên nổi tiếng sau khi hóa khổng lồ thuốc đêm qua và nhận được khá là nhiều lời ủng hộ tiếp tục series dưới men ký của mình. Emma hài lòng với sự nổi tiếng này nhưng mà rồi cô phát hiện ra chiếc áo có liên quan đến xem khiến cô nhớ ra một cái gì đó Mary cũng bắt đầu nghi ngờ Dựa vào sức mạnh của mình thì cô phát hiện ra có một cục máu đông trong cổ như kiểu vừa mới phẫu thuật xong. Mary phun cục máu ra và phát hiện ra một con chip định vị. Cô tìm ngay Kate để kể hết mọi chuyện. Nhưng bất ngờ chưa, thực ra Kate mới là người xóa trí nhớ của mọi người. Nhưng Mary một lần nữa bị xóa trí nhớ. Jordan gặp Mary ngoài hành lang và nhận ra là Mary lại mất hết trí nhớ rồi. Họ đi tìm Rufus để hỏi tội. Đúng lúc đó thì Emma gọi điện cho Mary. Cô đã đi tìm Sam và nghe anh giải thích là Kate chính là thủ phạm. Andre đến chỗ Rufus đòi giết thằng này nhưng mà Mary đến ngăn lại. Kate cũng xuất hiện và nhận hết mọi lỗi lầm và Andre vỡ mộng khi mà người thân thiết với mình nhất lại là kẻ đâm sau lưng. Sang tập 6 thì đột nhiên Kết lên cơn động kinh do sử dụng năng lực quá nhiều. Mary ổn định lại mạch máu cho Kết nhưng mà cả nhóm nhận ra là họ đang ở trong đầu của Kết và một chuyến đi cảnh trong não của Kết diễn ra. Cả ba người Andre, Mary và Jordan thấy Kết khá đáng thương đấy. Từ nhỏ thì đã bị gia đình ruồng bỏ vì năng lực của mình Lớn hơn thì bị Shady, hiệu trưởng dắt mũi trở thành tay xa cho bà ta Họ rời sang căn phòng khác vì đây là ký ức của Andre Anh gặp lại người bạn cũ Golden Boy và bị phanh phui chuyện ngoại tình với Kate Trong lúc Kate và Golden Boy đang hẹn hò thì Andre chỉ biết câm nín Golden Boy tấn công cả nhóm và họ lại chạy sang một căn phòng khác là ký ức của Jordan đó là khi anh phát hiện ra Golden Boy đang uy hiếp giáo sư Brink Thay vì bảo vệ bạn học thì Jordan lại theo phe Brink và tấn công Golden Boy Chỉ để lấy một chút thiện cảm của ông thầy và thăng tiến trên sự nghiệp Và họ lại đến một căn phòng khác Đây là ký ức của Kate sau khi Golden Boy bị Jordan đánh ngất thì anh được đưa đến viện Woods và tại đây anh bị kết xóa mất trí nhớ. Việc này đã xảy ra rất nhiều lần. Não của Golden Boy chắc là phải cải lại win nhiều đến mức hỏng cả CPU và chính kết thì cũng bị Shetty và bring thao túng. Cô nghĩ là khiến Golden Boy quên đi thì sẽ giúp đỡ cậu ta. Ký ức của kết vỡ vụn buộc ba người phải chạy ra ngoài và đến với ký ức của Mary lúc mà cô vô tình biến thành Batman hoặc là Iron Man hoặc là Spider-Man hoặc là bất cứ ai mà cô. Mary ngỡ ngàng khi gặp lại người em gái và cô bé đổ hết trách nhiệm lên đầu Mary. Mọi quá khứ đen tối đều đã được phơi bày. Mọi người giờ đã hiểu rõ về nhau. Kết xuất hiện và mọi người thuyết phục hết là mau tỉnh lại. Sau bài diễn văn hào hùng của Andre thì kết tỉnh lại thật. Mắt cô như thức tỉnh Sharingan. Sam và Emma thì cũng quay trở lại. Vừa nhìn thấy kết thì Sam lao vào đánh nhau một trận. Emma lao đến ngăn cản nhưng mà họ không phải là kẻ thù của nhau. Kẻ đứng sau tất cả là Shetty. Trong lúc đó thì Shetty và gã tiến sĩ đã tìm được một loại dịch bệnh mới gây ra trên các siêu nhân và Shetty muốn dùng nó để tiêu diệt toàn bộ siêu nhân. Sang tập 7 thì Shetty tìm đến Grace, người sáng lập The Boys để thông báo cho bà việc hợp tác tiêu diệt các siêu nhân và liều thuốc độc mà đã tìm ra sẽ xóa sạch bọn siêu nhân khỏi thế giới. Grace thì chưa tin Shetty đâu nên là đã giao việc lại cho Billy Butcher để theo dõi Shetty Trở lại với nhóm Mari thì vấn đề lòng tin bây giờ là vô cùng cấp thiết Vì rõ ràng là cả nhóm không thể tin được hết Andre sẽ trông chừng Keith, Còn Mari và Jordan sẽ tìm hiểu về những việc Shetty đang làm nhưng bất ngờ sau đó thì bố của Andre gặp chuyện buộc anh phải đến chỗ ông Nên lúc này thì Kate chuồn đi gặp Shetty và lật bài ngửa với bà này luôn Đống thuốc mà Shetty đưa cho Kate khiến cô bị ngu đi và dễ dàng nghe lời bà ta Nhưng mà dù thuốc hay không thì chỉ cần vài lời nịnh nịnh thì Shetty lại thao túng được tâm lý Kate trong khi đó tại Godokin, một buổi talk show đang diễn ra và khách mời chính là Victoria Newman, bà nghệ sĩ đã từng xuất hiện trong The Boys. Newman đến đây để gặp Marie. Cô phát hiện ra là bà này cũng là một siêu nhân và Newman nhận luôn là mình có sức mạnh giống với Marie và Marie được nhận vào Godokin là do chính Newman vì bà ta nghĩ là Marie sẽ theo phe mình với mục đích cuối cùng là chen chân vào The Seven. Marie không hiểu lắm nhưng mà Newman rời đi đúng lúc mà cô nhận được tin nhắn của Kate hãy đến nhà Shetty tất cả mọi người đến nó cùng lúc nhưng mà Shetty đã bị kết thao túng châm trí bà ta nói toàn bộ chuyện này là vì Homelander đã giết hại gia đình mình và bà ta muốn tiêu diệt toàn bộ siêu nhân trên thế giới sau đó thì kết ra lệnh cho bà ta tự kết liễu bản thân ở một diễn biến khác thì tên tiến sĩ làm việc cùng với Shetty đến tìm Newman và đề nghị đưa liều thuốc giết siêu nhân kia cho cô và chống lại vót nhưng mà đen cho anh giai này là Newman cũng là một siêu nhân nên là cô không thể để liều thuốc này rơi vào tay người khác được thế nên là cô hạ sát cả tiến sĩ và rời đi Sang tập 8 tại Godokin thì mọi người đều đang hoảng loạn vì Shati đã chết Nhưng mà Kate nghĩ việc mình làm là đúng Và cô sẽ tiếp tục bắt đầu bằng việc giải phóng tất cả những bệnh nhân trong viện Woods Sam đồng ý vì anh cũng căm thù Shetty và viện Woods rất nhiều Cả nhóm chia làm hai phe Kate và Sam giải phóng Woods Mary, Jordan và Emma thì tìm cách ngăn hai người kia lại Ashley và các thành viên của Vought cũng đang ở Goldokin để bàn về những ứng cử viên cho The Seven Cả trường trở nên hỗn loạn Các bệnh nhân viện Woods thì lao ra giết tất cả những người không phải siêu nhân Emma cố thuyết phục Sam nhưng mà anh đã đưa ra lựa chọn Golden Boy hiện hồn về khuyên Sam dừng lại nhưng mà cậu quyết theo phe kết tại vì mối hận của cậu với con người đã quá nhiều kết thao túng tâm trí sam giúp anh trở nên vô cảm và trở thành một cỗ máy máu lạnh ở phía trên thì ashley hoảng sợ và ra điều kiện cho bất kỳ ai giết được kết sẽ lập tức được tuyển vào the seven Mary và andre là hai trong số đó nhưng mà họ chỉ đến để khuyên nhủ kết Kết không nghe, thậm chí là ra lệnh cho những người xung quanh tấn công máy bay đang bỏ trốn của Ashley, Jordan và Mary ra tay để cứu. Mary sử dụng toàn bộ Chakra của mình, sử dụng xích huyết thao thuật và cứu được chiếc máy bay. Kết sau đó định sử dụng Jordan để tấn công tiếp nhưng bị Mary biến thành Dương quá 2.0. Nhưng mọi chuyện dừng lại khi mà Homelander bay đến. Những gì hắn thấy là Mary vừa tấn công đồng loại và không phải nói nhiều. Homelander la Mary ngay và luôn. Sau vụ việc thì Jordan, Marie, Emma và Andre bị coi là thủ phạm Còn Sam và Kate thì lại được tôn lên làm anh hùng Và đó toàn bộ lại là kế hoạch của Homelander Marie tỉnh lại và họ thì đều đang bị nhốt trong một căn phòng nào đó Lúc này thì Gen V kết thúc và chúng ta được thấy Billy Butcher xuất hiện tại viện Woods Chuẩn bị làm cái gì đó trong tương lai Và đó là toàn bộ nội dung của Gen V mùa đầu tiên Tôi là vui vẻ, đừng quên đăng ký The Reviewer và vào group phim này hay phết để bàn luận mọi thứ về phim Xin chào và hẹn gặp lại